Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn một cái sự kiện đến từ cái dự án Shiba Inu Classic. Thì cái dự án này thì chúng ta sẽ tham gia vào cái nhiệm vụ để chúng ta nhận 25 triệu cái đồng token SIC này. Thì cái đồng SIC này thì trong tương lai thì nó cũng là một meme coin giống như cái đồng Shiba Inu, cái đồng SIP hay là cái đồng Dogecoin. Thì ở đây cái đây này chính là cái trang cái Twitter của dự án nha các bạn. Thì cái trang Twitter của họ đã có 91.736 người theo dõi và tham gia vào cái dự án này rồi. Thì cái đồng SIC này thì khi mà nó dự kiến lít sàn sẽ là một đồng SIC này sẽ bằng 0,00001 BUSD một cái đồng SIC này. Và hiện tại thì cái dự án này tôi đã có cái contract để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn về cái thông tin này. Đây là cái trang BSC Scan và mình đã tìm hiểu kỹ hơn về cái thông tin của cái dự án này nào. Shiba Inu Classic nhé, thì cái tổng nguồn cung của với cái tổng nguồn cung là nó 1 triệu tỷ cái token là SIC, và cái ví mà đang nắm giữ cái token này là đang có là 2.105 ví đang hold cái số token này, và cái số lượng giao dịch cũng khá là cao, 2.288 cái transfer, tức là cái 2.288 lượt lượt giao dịch mua và bán cái token này. Và đây là cái địa chỉ hợp đồng của nó nhé, các bạn có thể copy cái hợp đồng này chúng ta add vào ví. Và hiện tại ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là đây là cái phần hold này. Đấy, nắm giữ rất là nhiều ví nắm giữ, và các bạn nhìn cái phần transfer này thì các bạn có thể biết được là cái số lượng giao dịch cũng như là mua và bán cái đồng SIC này khá là nhiều. Các bạn nhìn đây, 46 phút này, 50 này, 4 giờ này, nó diễn ra liên tục, và chứng tỏ đây là một trong những cái dự án mà nó rất là cực kỳ là uy tín và nó đã có giao dịch nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại cái trang nhiệm vụ cũng như là cái trang chính của cái dự án Shiba Inu Classic. Đây thì cái chương trình này thì nó chỉ còn có 9 giờ nó sẽ kết thúc thôi nha các bạn. Cho nên là khi các bạn nhận được cái thông tin này thì chúng ta sẽ làm càng sớm càng tốt. Và đây là cái trang chính của dự án nhé, thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Shiba Inu Classic mã thông báo vui vẻ, vườn ươm, nghệ sĩ đang phát triển hơn 100.000 cộng đồng và hơn thế nữa nhé. Rồi, chúng ta sẽ kéo lên, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần mà phần giới thiệu này. Aerobe cộng đồng nhé. Số lượng này 50.000 tỷ, quy định về Aerobe Shiba Inu Classic sẽ kết thúc Aerobe cộng đồng vào lúc 6 giờ giờ UTC vào ngày mùng 10 tháng 10 năm 2022, tức là ngày hôm nay nhé. Và người dùng cộng đồng có thể tham gia Aerobe bằng cách là gửi địa chỉ ví BSC ở trang Shiba Inu Classic. Số lượng ban đầu của mỗi địa chỉ là 1 triệu token mã thông báo SIC. Aerobe sẽ hoàn thành miễn phí và phần thưởng Aerobe sẽ được phân phối đến địa chỉ của các bạn sau khi mà Aerobe kết thúc. Quy tắc mời: người dùng có thể nhận thêm phần thưởng bằng cách là mời bạn bè tham gia Aerobe. Bạn có thể nhận được 1 triệu token mã thông báo SIC cho mỗi một người bạn. Và bạn mời, bạn có thể mời tối đa là 50 người, bạn và bạn đều nhận được 50 triệu token mã thông báo SIC. Số lượng Aerobe có hạn và SIC phát hành ít. Giá ước tính của một SIC là 0,00001 đô la, và hãy nhanh tay chia sẻ để nói với bạn bè của bạn. Rồi thì cái phần này bán trước này thì chúng ta thì nhận miễn phí, cho nên là các bạn có thể bỏ qua cái phần bán trước nhé. Bây giờ thì ở đây thì các bạn để ý là sẽ có cái contract này, các bạn có thể add trước cái contract này vào trong cái ví của chúng ta. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến cái phần mà làm cái nhiệm vụ này. Thì ở đây thì các bạn copy cho mình cái địa chỉ ví. Thì cái này các bạn copy cho mình cái địa chỉ ví BSC nhé. Có thể lấy ở trên cái ví TrueWallet hoặc là MetaMask đều được. Trên cái ví MetaMask thì các bạn chọn cho mình cái địa chỉ này. Các bạn hãy copy cho mình cái địa chỉ này này. Đó, ở cái đồng BNB Smart Chain nhé. Sau đó các bạn quay trở lại cái trang, các bạn dán cho mình cái địa chỉ vào đây. Sau đó các bạn nhấn vào phần yêu cầu cho mình. Rồi, như vậy là chúng ta đã yêu cầu xong nhé. Sao chép và chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn. Bạn và bạn đều mỗi người sẽ nhận được 10 triệu cái đồng token SIC này. Xấp xỉ là 10 đô la. Mỗi người có thể mời tối đa là 50 người, và phần thưởng tối
có thể là lên đến 50 triệu token mã thông báo SIC là 500 đô la. Thì các bạn copy cho mình cái địa chỉ này. Đó, đây là cái link địa chỉ mà mời của các bạn nhé. Và chúng ta cái sẽ thử rút nhé. Ban đầu tiên ấy, khi mà các bạn tham gia thì đợt đầu thì nó còn cho chúng ta nhận 2 triệu rưỡi cái đồng xích này, và cái thời gian gấp rút đến cái phần cuối cùng thì số lượng nó sẽ giảm đi và chúng ta chỉ còn nhận được 1 triệu token mỗi cho mỗi một lượt tham gia. Và khi đó thì các bạn cái phần rút này, cái min rút của nó là 5 triệu, là 10, cái chỗ này là 10 triệu chứ. Trước là 25 triệu, nhưng bây giờ nó rút chỉ còn được 10 triệu thôi. Và cái min rút này nó là 50 triệu. Như vậy là các bạn phải giới thiệu tối thiểu là 5 người thì chúng ta mới cái đủ cái min rút. Thì cái này thì các bạn, cái kèo này thì mình thấy rất là nhiều bạn chia sẻ là cũng có thể là lấy 5 cái địa chỉ EMI và các bạn 5 cái địa chỉ ví. Của các bạn có thể tạo nhiều cái ví ảo để các bạn có thể tự reset cho mình một cái ví chính, và khi đó thì các bạn đủ min rút là 50 triệu cái đồng token SIC này thì các bạn có thể là rút cái số dư này về ví nha các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm các cái nhiệm vụ. Các bạn sẽ làm cái nhiệm vụ Twitter là 500.000 để nhận 500.000 token SIC này, và các bạn retweet đăng bài và ghim tag 3 người bạn thì sẽ nhận được thêm 500.000 xích nữa, và tham gia Telegram của chúng tôi thì bạn cũng sẽ nhận được 500.000 xích. Như vậy thì ba cái nhiệm vụ cộng vào là của các bạn sẽ là 1,5 triệu, cộng thêm 1,5 triệu nữa nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ này, các bạn nhấn vào Twitter này rồi các bạn nhấn theo dõi, sau đó thì các bạn kéo lên ở cái bài này. Các bạn kéo đến cái bài này, các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều cho mình. Sau đó các bạn quay trở lại. Thì các bạn sẽ được cộng đây nhé. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ thứ hai, đó là Twitter lại bài đăng của họ và ghim tag 3 người bạn nhé. Các bạn bấm vào đây. Cái nhiệm vụ đấy là do mình đã làm rồi, cho nên là mình sẽ không làm nữa. Khi mà các bạn chưa làm thì chúng ta sẽ làm nhé. Rồi sẽ được cộng thêm 2 thành 20 triệu rồi nhé. À, 2 triệu nhé các bạn, xin lỗi các bạn nhé. Rồi tiếp đến thì đến cái nhiệm vụ thứ ba, đó là tham gia vào Telegram của chúng tôi để nhận thêm 5 triệu token SIC, thì các bạn join vào nhóm Telegram cho mình. Đó, ở đây mình đã tham gia rồi ấy, cho nên là mình sẽ không tham gia nữa. Rồi sau khi tham gia xong thì các bạn quay trở lại cái trang chính thì các bạn sẽ được cộng cái số tiền vào. Do sau khi các bạn hoàn thành xong tất cả các cái nhiệm vụ thì bạn sẽ nhận được 2 triệu 500 nghìn token SIC, và cái min rút ở đây là 5 triệu. Như vậy là chúng ta đã kiếm được 2 triệu rưỡi rồi, thì chúng ta chỉ cần giới thiệu thêm khoảng 3 người nữa thôi, là các bạn là 3 người nữa là các bạn đủ min rút nhé. Đó, hiện tại mình chưa có đủ min rút cho nên là mình chưa thực hiện cái lệnh rút cái đồng SIC này được, và một hai hôm nữa mình đủ min rút thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn cho các bạn rút cái đồng này về cái ví nhé. Thì cái này thì cái kèo này thì các bạn có thể sử dụng nhiều địa chỉ ví để các bạn có thể tự tiền rét, và cho chúng ta đủ min rút thì các bạn thực hiện cái lệnh rút về. Rồi ok, thì cái video này thì mình xin được tạm dừng tại đây. Khi nào có thông tin mới nhất về cái dự án này thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở cái video lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của mình.